Free Fire X86 trên Orbital 35 như thế nào. Xin chào tất cả các anh hùng nha. Ngày hôm nay mình sẽ tải phiên bản X86 ở trên Orbital 35 và link tải của mình thì là đến từ kênh YouTuber Chopper. Cái link này thì mọi người có thể nhìn trên màn hình và tự tìm. Mình sẽ tải cái link này và vì lý do bảo mật nên mình tải ở trên web bảo mật nha. Và sau đó mọi người chọn một cái đường dẫn tới mà tí nữa mọi người phải nhớ và mọi người tìm lại nó. Ngồi chờ. Sau khi tải xong mọi người vào, mọi người bấm vào APK ở trong BlueStacks mọi người chơi. Mọi người vào phần run và chọn cái Free Fire vừa tải. Sau đó đợi một lúc thì nó đã tải xong thì vào chơi thôi. Thì theo cái quan sát của mình thì phiên bản X86 này ở trên Orbital 35 nó cũng không có sự gọi là trên đẹp lắm trên con máy của mình, nhưng mà có một là nó đỡ giật hơn. Mình vừa test phiên bản cập nhật thì nó khá là giật, nhưng mà phiên bản này thì đỡ giật hơn một chút xíu, cũng như là mình chưa lên FPS 90 thì mình mới lập lại một cái ui có con bot này. Bot cái quần gì vậy? Thì ok, bây giờ mình sẽ làm bật FPS 90 cho mọi người. Đầu tiên mọi người vào cái trang mà mình vừa tìm. Sau đó cái này ở trong clip ngày hôm qua, trước clip này có một clip mình hướng dẫn mọi người. Thì mọi người vào assert, mọi người copy cái dòng này. Bây giờ không có chỗ, đây có chỗ copy này. Mọi người vào đây mọi người gõ y chang cái đó để tí copy vào cho nhanh. Không biết mình có được hồi sinh không, nếu được hồi sinh thì chắc mình chơi tiếp. Mọi người lấy cái này mọi người copy đi. Đó. Ok, xong sau đó mọi người phải bật trên con cạt nữa. Mọi người vào đó mà xem. Mình đã được hồi sinh rồi. Đồng đội tuyệt vời quá. Lần này thì mình sẽ tìm nó trả thù nó. Đây là một cái phím setting hoàn toàn mới ở trên cái phiên bản BlueStacks mới của mình. Thật ra một BlueStacks mình có thể tạo ra hai bản lợn mà. Khá là khó chơi nhưng mà không sao. Mình thấy có người đi lên đây mà ta. Đây. Nhảy hả? Mèo cú te. Còn không ta? Chắc chắn còn đồng đội của nó nha. Rồi mình sẽ giết nó luôn. Đấy. Giết luôn. Đây mình nghe tiếng bắn này. Ở bên dưới luôn. Chuột có vẻ nó hơi bị sida vì mới lập nét mặt. Ôi, một đầu. Chết luôn rồi. Quý teo. Teo mà cũng đi bắn. Ok, thì trận đấu này đã win. Bây giờ mình sẽ copy cái dòng này. Đấy, mọi người gõ assert ngay lập tức. Thêm cái bên này cũng là assert. Cái này là phần thiết bị. Bấm lưu. Nó không bắt reset lại ứng dụng thì mọi người vào game luôn. FPS bây giờ đã từ 60 lên 80 rồi mọi người. Vậy mình khuyên mọi người nên reset luôn cái máy thì chắc nó sẽ lên được 90 đấy. Thường thì mình FPS của mình này thường là được 90, 80 đến 90, nhưng sau khi mình mod lên 120 bằng cách của mình thì mình đã lên được từ 100 đến 120. Lúc đó mượt lắm, nhưng mà vẫn bị có hiện tượng giật lag. Giật thôi chứ không có lag. Ôi giời, nguy hiểm thế nhỉ. Phiên bản mới có cái nóc nhìn đẹp ha. Thì clip này mình xin lỗi vì giọng của mình là giọng đang bị bệnh. Mọi người thông cảm. Nhưng mà clip này mình muốn đăng luôn trong hôm nay, nên clip này phải ra ngay lập tức. Có khi nào ra vào lúc 0 giờ đêm không ta? Ok. Thì cảm ơn tất cả các bạn đã xem clip của mình. Nhớ bấm like subscribe nha. Theo cái quan điểm cá nhân của mình thì phiên bản X86 này của Chopper không có gì gọi là mượt hơn rất nhiều, mà là chỉ mượt hơn thôi. Mượt hơn một tí thôi. Đỡ giật hơn một tí. Nếu mọi người có thể có một chiếc máy mạnh giống như Chopper thì chắc chắn chơi nó sẽ mượt thực sự rồi. Như máy của mình thì vẫn có hiện tượng giật nhẹ, tức là nó cũng giảm được độ giật khá là nhiều rồi đấy chứ. Ừ, cũng khá là ok đấy. Mọi người có thể tải về trải nghiệm. Mình khuyên mọi người nên nghiên cứu xem máy mình có bật được 90 FPS không, vì thường chơi 60 nó khá là lắc đấy. Tạm biệt mọi người.